Hoàng Nhật Lệ xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng tiếp chiếc máy massage chân. Con máy rất là đẹp, hàng đẹp mỹ mãn của hãng Triver nhé. Về hình thức thì con này thì khỏi phải chê rồi ạ. Dành cho các bác khách hàng kỹ tính nhất, vẫn không có cái điểm gì để chê cả. Một con máy đẹp xuất sắc. Con này về phần vải nó thì còn rất là mới ạ. Bên Nhật thì gần như là rất ít dùng. Gần như rất ít dùng thôi nhé. Một con máy massage bàn chân ở đây, có bi cố định ở giữa và bắp chân. Nên giờ này các bác tìm mua máy massage chân rất nhiều nhưng mà hàng thì cũng không đủ để đáp ứng. Cho nên lô này em về được những cái máy khá đẹp. Các bác nào đang có nhu cầu chốt thì các bác cứ chốt luôn đi ạ. Một con máy rất đẹp, em về số 11 nhé. Hình thức thì khỏi phải nghĩ rồi. Hình thức đẹp, toàn diện. Đấy. Máy massage chân thì tác dụng của nó thì các bác có thể tìm hiểu trên mạng. Các bác nào nhà có người già hay là hay phải đứng nhiều, các bác làm cái máy này tối đi làm về các bác ngồi tuyệt vời luôn ạ. Con này em vẫn bán 2.900.000 nhé, giá tặng kèm một chiếc đổi nguồn chưa có phí vận chuyển. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt nhé. Các bác có nhu cầu mua thì các bác gọi điện thẳng trực tiếp số điện thoại ở trên cho em, chứ comment ở dưới thì nhiều khi không có thời gian trả lời đâu ạ. Chào các bác.